Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ gửi tới quý vị, các bạn, các em học sinh câu chuyện Nữ thần mặt trời và mặt trăng. Vua trên trời là Ngọc Hoàng có hai cô con gái xinh đẹp. Ngọc Hoàng yêu quý hai nàng nên cho các nàng hàng ngày luân phiên nhau đi xem xét mọi việc của hạ giới để báo lại cho nhà trời. Cô gái đầu tiên là mặt trời, được ngồi kiệu hoa có bốn người khiêng. Bốn người này chia làm hai tốp, một tốp già và một tốp trẻ. Tốp các cụ già khiêng kiệu luôn luôn lo làm tròn phận sự, chăm chỉ vào công việc, nên cô mặt trời thường đi một vòng rất nhanh. Còn tốp trẻ bản tính la cả, nên những lần được phân công khiêng kiệu thường về muộn. Vì thế mỗi lần mặt trời đi với tốp trẻ thì ngày dài, và đi với tốp già thì ngày lại ngắn. Mặt trăng là cô em, tính tình nóng nảy còn hơn cả cô chị. Sức nóng của cô đã làm hại cho con người và muôn vật khá nhiều. Ấy thế mà cô vẫn cứ trọng lọn, đi đâu cũng xà và khiến cho người dân vô cùng kinh hãi. Trần gian khổ sở vì cô mặt trăng, họ đã kêu ca rất nhiều, tiếng kêu thấu lên thượng giới, khiến cho bà mẹ đã định lấy cho mà bôi lên mặt cô để giảm bớt sức nóng bị. Nhưng Ngọc Hoàng chiều con nên không để cho vợ làm việc ấy. Bây giờ dưới trần có một chàng trai tên là Quải. Quải là con mồ côi nhưng lại có một thân thể cực kỳ to lớn và sức khỏe tuyệt vời. Trước những hành động tà ác của cô mặt trăng, Quải quyết tâm trị cho một mẹ. Anh ta đón đường cô mặt trăng trên một đỉnh núi cao và trữ sẵn một đống cát thật lớn. Hôm ấy, cô mặt trăng vẫn quen thói cũ, vừa đi vừa xà xuống để nhìn muôn vật. Quải chờ cho cô ta đến gần, rồi bất thình lình bốc cát ném túi bụi vào mắt, vào mặt mũi cô. Cô mặt trăng đang rong chơi bị tấn công đột ngột, nhắm mắt lại nhưng đất đã dính đầy mặt và chui cả vào trong mắt. Cô ta hốt hoảng chạy vụt, bay 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 vụt lên cao, vụt bay lên cao, lánh ra xa chỗ Quải đứng. Từ đó trở đi cô không dám xả xuống gần mặt đất nữa. Mặt mũi cô bị cát dính chặt nên không còn sáng được như xưa. Sau này tính tình của cô cũng trở nên dịu dàng, hiền lành hơn. Ở dưới trần ai cũng thích. Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm. Cô quay lưng tức là 30 mùng 1. Còn cô trở sang trái sang phải tức là thời kỳ trăng hạ huyền hoặc thượng huyền. Còn những khi trăng cuồng, ấy là lúc cát bụi chát mặt vì gió thổi bay tung ra. Lại nói chuyện chồng của hai nữ thần này, đó là một con gấu rất to khỏe. Không rõ gấu từ đâu đến và Ngọc Hoàng đã gả các cô con gái của mình cho gấu từ bao giờ. Chỉ biết rằng gấu rất hay ghen nên theo dõi sự đi lại của hai vợ mình rất chặt chẽ. Thỉnh thoảng gấu lại đòi chung tình với một người. Lúc đó là lúc ở dưới trần gian thường gọi là nhật thực hay nguyệt thực. Gặp những ngày này, nhân gian lại phải đánh chiêng, đánh trống rầm rĩ để cho gấu sợ mà lui ra mau. Vì gấu làm như vậy thì có hại cho mùa màng, và các nữ thần này cũng vì vậy mà sao nhãng công việc. Theo Viện Văn học, Tuyển tập Văn học Dân gian Việt Nam, tập 1, Thần thoại, Truyền thuyết, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999, Thanh Tùng diễn đạo.